Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tổ chức rà soát phương án phòng chống thiên tai, bão lốc cho tàu bay. Các phương tiện trang thiết bị hoạt động trong khu bay khi không phục vụ bay phải được tập kết đúng nơi quy định và có phương án neo buộc khi có bão, dông, lốc. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay tăng cường kiểm tra hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành chỉ huy, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, tuyệt đối an toàn trong hoạt động điều hành bay, đặc biệt chú trọng khi có tình huống thời tiết xấu, mưa, bão. Tổ chức chằng néo, neo buộc các công trình đài trạm theo phương án đã được phê duyệt để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, dông, lốc gây ra.